À, xin chào các bạn. Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một đầu chuyển đổi máy hàng mít. Với đầu này thì chỉ cần các bạn kết nối với máy hàng que thông thường là các bạn có thể trở thành máy hàng mít. Đó. Nó là thích ứng với tất cả các máy hàng que trên thị trường nha. Từ 200 trở lên. Đó. Ở bây giờ tại mình sử dụng cuộn hàng lỗi thuốc 1 kg. Tại mình hết cuộn bự rồi nên mình sử dụng cuộn nhỏ nha. Ở trên đây à. Đây là cái sử dụng cho cuộn hàng từ 5 đến 15 kg. Mình đang sử dụng cuộn nhỏ. Mình gắn thêm sử dụng cuộn nhỏ đó. Đây, với cái bộ này chỉ cần kết nối với cái máy hàng que thôi là trở thành máy hàng mít. Nó sẽ có một dây ra nha. Đây, một sợi ra của nó đây, dây ra đây. Sợi dây này chỉ cần kết nối với cái máy hàng que thôi là các bạn có thể trở thành máy hàng mít và có thể hàng mít được. Ở trong cái máy này nó có một núm chỉnh nha, một cái núm chỉnh thôi đó, núm chỉnh này nó chỉnh tốc độ dây ra nha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối cái máy này với cái máy hàng que và mình sẽ hàn thử cho các bạn coi như thế nào nha, nó như hoạt động như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ kết nối nha. Đây đây cái jack này trong cái máy hàn này nha, mình sẽ kết nối vô cực âm của cái máy hàn que nha. Đó, đây máy hàn que rồi, còn cái kẹp mát đó. Đây, cái mát mà nói cọc dương của máy hàng que nha, cọc dương của máy hàng que. Rồi bây giờ mình sẽ bật máy lên và test thử coi cái mối hàng như thế nào nha. Đây, đặt máy hàng que lên nha các bạn. Rồi ok, nó chạy u nè, không nó chạy nè, máy hàng que nha. Đây là cái máy hàng bộ chuyển đổi máy hàng mít nha, nó cũng đã chạy rồi nha. Đó, nó hiện đang qua mình đang chỉnh ở cho tốc độ là 30 nha. Rồi, bây giờ mình sẽ hàn thử. Coi nó hàn như thế nào nha. Ok, mình giờ mình sẽ hàn thử thử coi cái máy hàng này nó hàn như thế nào. Chỉ cần máy hàng này thôi và kết nối với cái máy hàng que là các bạn có thể trở thành máy hàng mít. Bây giờ tiếp theo mình sẽ hàn trên cái sắt hộp mỏng này nha, để coi như thế nào là mát vậy nha. Ngấu nha các bạn, hầu như bằng mặt luôn. Tự đầu mình hàng mình dí lâu nên nó lủng nha. Đó, hầu hầu như nó bằng mặt luôn nè. Tại bây giờ mình sẽ hàng ở trên quê này coi như thế nào nha các bạn.
luôn, mà mình chỉnh lửa hơi mạnh nên nó có dấu hiệu nó hơi bị lõm xuống nha. Đây cửa hàng ở bếp này. Chỉnh lửa nhỏ lại xíu. Đây các bạn coi gói hàng này à, hầu như nó bằng mặt luôn, rất là ngấu nha các bạn, rất ngấu nha. Đó, nó bằng mặt luôn rồi. Bây giờ sẽ hàng tiếp cho các bạn coi nha. Đây các bạn nha, cái món hàng ngấu xuống à, rất là ngấu nha, ngấu xuống nha các bạn. Đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình, hẹn gặp lại các bạn clip sau nha.